Phim bộ Hồng Kông, đặc biệt là phim TVB, đã trở thành một phần ký ức khó quên của một bộ phận khán giả Việt. Từ những bộ phim võ hiệp Kim Dung đến những bộ phim điều tra phá án, miễn là của TVB thì đều mang một chất riêng. Và một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của phim TVB khi về Việt Nam chính là giọng lồng tiếng. Những người nghệ sĩ lồng tiếng giấu mặt đằng sau ống kính nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng và khiến cho những mọt phim TVB không khỏi tò mò. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc sống của dàn diễn viên lồng tiếng TVB đình đám một thời, phần 2. Bá Nghị. Cũng giống như nhiều đồng nghiệp của mình, Bá Nghị xuất thân từ trường nghệ thuật sân khấu 2. Khi ra trường, chú bắt tay vào dựng một số vở diễn cho đến khi tình cờ được gặp một người thầy trong lĩnh vực lồng tiếng và rẽ hướng từ đó. Với những kiến thức học được ở trường sân khấu, Bá Nghị nắm rất nhanh những kỹ thuật trong nghề lồng tiếng. Bắt đầu từ những vai phụ, đôi khi chỉ nói được một hai câu, chú dần được tin tưởng giao cho những vai quan trọng, đặc biệt là các vai của Huỳnh Anh Tuấn. Với phim TVB, Bá Nghị là người chuyên trị các vai của Trương Gia Huy trong Trò Chơi May Rủi, Đột Phá Cuối Cùng, Trần Hào trong Trói Buộc, Mưu Dũng Kỳ Phùng, Mã Đức Chung trong Tiệm Bánh Getas, Sóng Gió Khách Sạn. Đặc biệt với giọng nói đặc trưng và có phần khá nghiêm nghị, Bá Nghị để lại nhiều dấu ấn trong các phim chưởng. Thời điểm bộ phim Thiên Long Bát Bộ Làm Mưa Làm Gió tại Việt Nam năm 1997, chú chính là người thổi hồn cho các vai Mộ Dung Phục, Trương Quốc Cường đóng, Đoàn Chính Thuần, Phan Chi Văn đóng và một số vai diễn khác. Trong phim Thanh Kiếm Đồ Long, chú chính là người lồng cho Trương Thúy Sơn, Lưu Tùng Nhân đóng và Tạ Tốn, Lạc Ấn Quân đóng. Tuy nhiên, vai diễn mà Bá Nghị ấn tượng nhất là vai Tào Tháo trong bộ phim Tân Tam Quốc phát trên HTV2 vào năm 2013. Bá Nghị chia sẻ rằng, Tào Tháo là nhân vật mà tôi yêu thích, nên khi được phân công lồng tiếng cho nhân vật này, tôi làm việc mê mệt. Lần đầu tiên trong đời khi hết phim rồi mà tôi vẫn muốn làm nữa, cũng vì diễn viên vào vai Tào Tháo diễn quá hay. Dẫu vậy, với hoàn cảnh một vợ ba con, thu nhập của nghề lồng tiếng lúc bấy giờ vẫn không giúp gia đình chú có cuộc sống khấm khá hơn. Bá Nghị chia sẻ rằng, thử hỏi mỗi ngày lồng chỉ được chừng 3 tập phim thì làm sao nuôi đủ gia đình, năm nào cũng thiếu tiền hết. Khoảng 10 năm trở lại đây, kinh tế gia đình tôi mới tương đối ổn. Nhờ có thêm nhiều loại phim tham gia vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là dòng phim Hàn Quốc, các xe lồng tiếng từ 45.000 đồng một tập, giờ cũng tăng lên 120.000 đồng đến 150.000 đồng một tập. Lồng tiếng 20 năm vẫn không thấy chán. Đến bây giờ, dù đã bước sang hàng U60, Bá Nghị vẫn miệt mài với công việc lồng tiếng. 9 giờ sáng chú đã có mặt tại phòng thu. Trung bình một buổi chú có thể lồng tiếng cho khoảng 10 tập phim tùy lời thoại nhiều hay ít. Bá Nghị ngoài đời khá nghiêm nghị. Chú bảo tôi có thể diễn vai hề để người ta cười, nhưng kêu tôi giỡn để mọi người cười thì tôi không làm được. Tính đến nay, Bá Nghị đã theo nghề được 20 năm. Ngoài công việc lồng tiếng, thỉnh thoảng chú cũng xuất hiện trong một số vở kịch, phim truyền hình, nhưng rất ít. Chưa bao giờ chú chán cái nghề này, dù bây giờ nhắc lại, chú cũng không còn nhớ được mình đã lồng cho bao nhiêu vai. Chú bảo đó là do ngày xưa, thầy dạy phải biết quên đi để không nặng đầu và ảnh hưởng cảm xúc cho những vai diễn sau. Bá Nghị tâm tình, sợ dĩ không thể chán cái nghề này vì mỗi ngày tôi đến phòng thu như đến một nơi gắn bó thân thương vậy. Rồi những nhân vật trên phim cứ biến hóa khôn lường, mình đâu phải là một nhân vật hoài đâu mà chán. Có thể bữa nay tôi làm vai ác, ngày mai tôi lại sắm vai thánh thiện, thử hỏi làm sao mà chán được. Huy Hồ, Quái Kiệt Lồng Tiếng, các vai thái giám. Huy Hồ bùi ngùi khi nhớ lại những tháng ngày bắt đầu bước chân vào lĩnh vực lồng tiếng. Từng là một nhân viên bán vé, làm vệ sinh cho đến đọc thuyết minh. Nam diễn viên may mắn vào nghề dưới sự dẫn dắt từ đạo diễn Hồng Phúc. Chính chú là người trực tiếp lồng tiếng và tạo được tiếng vang lớn cho nhân vật Hòa Thân trong suốt 4 phần Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam khi bộ phim được phát hành chính thức tại Việt Nam. Huy Hồ được xem là nam diễn viên lồng tiếng ở Việt Nam thành công nhất dạng vai thái giám. Thái giám thì có rất nhiều loại, từ thái giám nịnh thần đến thái giám trung thần, mỗi người sẽ có một chất giọng và sắc thái khác nhau. Do đó, việc thể hiện được linh hồn của loại nhân vật này cũng rất khó khăn. Cầm cố xe, bán tài sản để sống với nghề. Gắn bó với nghề từ những năm trào lưu phim bộ Tiếng Hoa bắt đầu thịnh hành, Huy Hồ cùng các đồng nghiệp của mình đã phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn về kinh tế và có lúc phải cầm cố xe máy tài sản trong nhà để có tiền sống qua ngày. Cuối thập niên 90, nhóm của chú gồm 5 người do quá thiếu thốn đã nhận lồng tiếng lậu cho một hãng phim. Đến khi đang lồng được giữa chừng, bất ngờ công an ập vào giải cả nhóm lên phường tạm giam suốt một đêm mới được thả ra. Từ đó về sau, Huy Hồ quyết tâm không bao giờ lặp lại sai lầm lần nào nữa. Sau đó, chú chuyển sang bán bảo hiểm, nhưng được một thời gian thì lại bỏ ngang để trở lại với nghiệp lồng tiếng.
Huy Hồ Khiêm Tốn chia sẻ, mỗi nghề có một đặc trưng riêng. Với nghề của chúng tôi, chỉ cần được khán giả yêu mến, nghe giọng mà nhớ đến đã là hạnh phúc, không cần danh hiệu hay huy chương gì cả. Hiện tại thì chú đang sống một mình ở tuổi 60 sau một lần đổ vỡ hôn nhân. Và thỉnh thoảng thì Huy Hồ vẫn nhận lời lồng tiếng phim bộ và kinh Phật cho chùa. Thời gian còn lại thì chú dùng cho việc thiện nguyện. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video về doanh nhân. Thông tin chi tiết ở bên dưới video nhé các bạn. Tuyết Nương, chuyên trị vai ác trong phim TVB. Diễn viên lồng tiếng Tuyết Nương là con gái út trong một gia đình có 7 anh chị em tại Sài Gòn. Năm 1992, cô thi đỗ vào trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường đại học sân khấu điện ảnh. Năm 1996, sân khấu phía Nam gặp nhiều khó khăn bởi sự lấn át của thị trường phim bộ mới nổi. Tuyết Nương cùng một số diễn viên kịch khác khi ấy quyết định chuyển hướng sang nghề lồng tiếng. Theo lời kể của Tuyết Nương, trong tổ lồng tiếng ngày ấy cô là thành viên nhỏ tuổi nhất. Cũng vì là em út nên luôn được các anh chị trong nhóm hết mực cưng chiều. Ở những phân đoạn khó hay chưa hiểu rõ về nhân vật, Tuyết Nương luôn được chỉ bảo tận tình. Nhờ thế cô dần thích nghi và bắt nhịp rất nhanh cùng mọi người. Làm nghề hơn 20 năm, Tuyết Nương không nhớ được mình đã lồng tiếng bao nhiêu vai. Có những bộ phim cô lồng đến 2-3 thế hệ, trong mỗi thế hệ lại lồng thêm cho mấy nhân vật. Nữ diễn viên chỉ nhớ nhiều đến các vai diễn của Hồ Hạnh Nhi, Dương Tư Kỳ, Mẹ Tuyết, Thái Thiếu Phân. Mà hệ phim nào có sự xuất hiện của họ, hiển nhiên Tuyết Nương sẽ là người được gọi lồng đầu tiên. Theo đánh giá từ các đồng nghiệp làm chung với Tuyết Nương, dù lồng được đa dạng các loại vai nhưng ở những vai nữ phản diện, tính cách thì hiếm ai qua được cô. Tuyết Nương chia sẻ đóng vai phản diện rất cực vì phải liên tục thay đổi sắc thái giọng nói, lúc hung dữ la hét, khi lại nhấn nhá để ra được sự thủ đoạn và độc ác của nhân vật. Có những lúc tôi vừa thoát vai xong thì mọi người trong tổ cảm thán, không ngờ Tuyết Nương lại dữ đến vậy. Nhưng chính như vậy mà ít ra mọi người cũng có cái để nhớ đến mình. Những kỷ niệm với nghề. Khi được hỏi về những kỷ niệm với nghề, gương mặt Tuyết Nương lộ rõ niềm hạnh phúc, cô kể. Do bởi gần chục con người với tính cách khác nhau, cùng làm việc trong một môi trường, nên nhiều lúc mâu thuẫn là chuyện không tránh khỏi. Có khi hai diễn viên đang giận nhau, gây gỗ nhau rất dữ bên ngoài, nhưng khi ngồi xuống trước micro lại trở nên vui vẻ, tình cảm như không có gì xảy ra, tới khi buông ra lại gây gỗ tiếp. Những lúc như thế, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chúng tôi có thể mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí là cả lúc muốn choảng nhau trong phòng thu. Nhưng xong rồi thì thôi, cả đám không ai để bụng. Tình anh em vẫn gắn bó đến tận bây giờ, nữ diễn viên bồi hồi nhớ lại. Các diễn viên lồng tiếng rất tin tưởng vào tổ nghiệp, Tuyết Nương cũng không ngoại lệ. Cô tâm niệm làm việc qua bao nhiêu năm với tần suất dày đặc như thế mà vẫn giữ được giọng, âu cũng là nhờ tổ đãi. Cô bày tỏ, nếu tổ nghiệp còn cho mình làm tôi vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào sức khỏe không cho phép mới thôi. Hiện tại, Tuyết Nương có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô con gái 18 tuổi. Nữ diễn viên hào hứng khoe con gái đang học thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô bé cũng là niềm an ủi lớn nhất của Tuyết Nương sau nhiều thăng trầm trong đời sống. Diễn viên Thế Phương bị chửi vì lồng tiếng cho Vi Tiểu Bảo. Cũng giống như nhiều diễn viên lồng tiếng khác, Thế Phương xuất thân từ khoa diễn viên kịch nói trường nghệ thuật sân khấu 2. Tình cờ một diễn viên trong nhóm lồng tiếng phim Hồng Kông lúc bấy giờ nghỉ việc, một người trong nhóm đã nhờ Thế Phương làm thay vì nhận ra chất giọng khá đặc biệt của anh. Lúc đó Thế Phương chỉ là cậu sinh viên năm cuối, xem việc lồng tiếng phim như một cuộc dạo chơi chứ không nghĩ rằng đó sẽ là công việc của mình sau này, nên anh làm rất thoải mái. Không ngờ ngay lần đầu tiên thử sức với công việc, anh đã làm được ngay. Từ đó Thế Phương bước vào nghề chung nhóm với Minh Huyền, Minh Hương, Khánh Văn. Bước vào nghề lồng tiếng, đa phần Thế Phương được giao cho những vai có chất hài hước, ngộ ngáo, với chất giọng nhựa nhựa có phần hơi láo cá. Anh từng lồng tiếng cho các diễn viên Trần Tiểu Xuân, Trương Vệ Kiện, Quách Tuấn An, Ngô Khải Hoa, Cổ Thiên Lạc, Trần Hạo Dân. Đặc biệt, cả hai vai Vi Tiểu Bảo của Trần Tiểu Xuân, phim Lọc Định Ký 1998, và Trương Vệ Kiện, phim Tiểu Bảo và Khang Hy năm 2000, đều do Thế Phương lồng tiếng. Nói về duyên nợ với vai Vi Tiểu Bảo, Thế Phương phải nói là dở khóc dở cười. Số là nhân vật này nói rất nhanh lại còn khá lốc chốc, khiến anh gần như đổ bệnh sau khi lồng tiếng hết bộ phim. Có lần một khán giả miền Tây gọi điện cho Thế Phương, chửi ra rã trong điện thoại. Mày là Vi Tiểu Bảo phải không? Mày nói dối không chớp mắt, nịnh hót không biết ngượng, thằng quỷ. Vậy rồi cúp máy khiến anh vừa chưng hửng vừa buồn cười. Chất giọng đặc biệt của Thế Phương còn tỏ ra rất thích hợp lồng tiếng cho những vai già thật già. Dù anh là người trẻ nhất trong nhóm lồng tiếng lúc bấy giờ, ngoài những vai đẹp trai láo cá, ít ai biết rằng giọng nói của anh đã gắn liền với diễn viên lão thành Quang Hải Sơn trong một số phim như Cuộc Tình Vạn Dặm, Thiên Địa Nam Nhi. Đặc biệt, trong phim Thiên Địa Nam Nhi, Thế Phương tình cờ phải lồng tiếng cho cả ba diễn viên đã gắn liền với giọng thoại của anh là Quang Hải Sơn, Trịnh Thiếu Thu và Cổ Thiên Lạc. Trong phim, ba diễn viên này lại vào vai ba ông cháu trong một gia đình.
nên khi đến cảnh ba người ngồi chung một mâm cơm, cãi lộn nhau, Thế Phương phải vật lộn với ba vai cùng lúc đến cả toát mồ hôi. Biến cố khiến Thế Phương bỏ nghề. Ít ai biết rằng Thế Phương từng kết hôn với diễn viên Lồng Tiếng Tuyết Nương. Cô cũng xuất thân là diễn viên kịch, sau đó được Thế Phương tạo điều kiện chuyển sang nghề Lồng Tiếng. Ban đầu Tuyết Nương Lồng Tiếng cho phim Singapore, sau đó về làm chung với chồng trong nhóm Lồng Tiếng phim TVB. Có những phim hai vợ chồng Thế Phương Tuyết Nương song kiếm hợp bích, lồng cho cả nam và nữ chính. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc lâu dài đã khiến cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Sự tan vỡ của đôi vợ chồng này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của cả hai. Khi Lồng Tiếng cho vai Đinh Thường Vượng, Quách Tấn An đóng, trong bộ phim Đôi Đũa Lệch cũng là lúc Thế Phương gặp trục trặc với vợ nên cứ chốc chốc anh lại xin ra ngoài để khóc. Sau đó nam diễn viên đã quyết định xin rút khỏi nhóm và bỏ nghề. Giả từ nghề Lồng Tiếng trong sự tiếc nuối của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, Thế Phương sau đó phải tự bươn chải, tìm vai diễn trên sân khấu kịch và phim ảnh. Cũng nhờ thế khán giả mới thực sự biết mặt diễn viên Lồng Tiếng Thế Phương sau bao nhiêu năm lặng lẽ phía sau màn ảnh, đặc biệt là từ khi xuất hiện trong bộ phim Mộng Phù Du cùng với Minh Hằng. Sau này, Thế Phương được một công ty mời về hướng dẫn cho các diễn viên cách thoại trong phim. Và rồi từ một trợ lý đạo diễn chuyên sửa giọng nhắc thoại cho diễn viên, anh dần trở thành phó đạo diễn và giờ trở thành đạo diễn cho một số phim truyền hình. Xuất thân là diễn viên kịch, từng diễn kịch và đóng phim trước khi đến với Lồng Tiếng, nên Thế Phương hòa nhập khá nhanh. Dĩ nhiên thu nhập không bằng công việc Lồng Tiếng nhưng vẫn chấp nhận được. Sau khi chia tay Tuyết Nương, Thế Phương vẫn chu cấp cho con trong khả năng của mình. Thỉnh thoảng thì anh vẫn nhận lời Lồng Tiếng cho phim bộ, không phải vì cách xê cao mà làm cho đỡ nhớ nghề. Tuy nhiên công việc đạo diễn đã chiếm phần lớn thời gian nên việc Lồng Tiếng khá hạn chế. Giờ đây bầu bạn với Thế Phương là cây đàn guitar mà anh thường gọi vui là bà xã của mình. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của nhóm nhé.